xe đạp thể thao VIP trong com xin chào bạn. Trong video này, shop tiếp tục mở thùng xe để kiểm tra xe để gửi cho khách hàng trên toàn quốc đã đến với shop xe đạp thể thao VIP trong com mua xe đạp online. Và hiện tại thì shop luôn có đủ xe, đủ màu, đủ sàn để bạn đến với shop dễ dàng lựa chọn và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Bởi vì shop đang bán rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại, từ xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp touring, xe đạp hybrid, xe đạp nam, xe đạp nữ, xe đạp gốc, không thiếu chủng loại nào. Và đặc biệt mỗi một chủng loại thì có rất là nhiều model và nhiều phân khúc khác nhau và có nhiều mức giá khác nhau để bạn lựa chọn, và chất lượng tạo nên đẳng cấp. Đó chính là những chiếc xe đạp thương hiệu của Đức, thương hiệu Sava. Sava hiện nay thì shop đang có đủ model, đủ màu, đủ size. Những siêu phẩm đua của Sava thì shop đã về đủ model, có Sava X3, Sava R6, Sava Coronado, Sava Phantom 3. Và với xe đạp địa hình thì shop đã về đủ Sava Dix Carbon phụt khí, Sava Ki 480, 380, đủ size, đủ màu. Và anh Quân ở Phú Thọ đang tìm hiểu và cần mua một chiếc xe đạp địa hình và đến với shop hỏi: em ơi, Sava Ki 480 còn hàng không em? Vâng, và hiện tại thì shop vẫn đang có đủ xe và cung cấp cho anh những cái thông tin, anh câu hỏi cần thiết. Và sau đó anh chốt mua luôn chiếc Sava Ki 480 màu đen xanh đây. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, với Sava Ki 480 hiện đang có cấu hình như sau. Xe với cấu hình full nhôm siêu nhẹ bạn nha, full nhôm siêu nhẹ. Đây là dòng nhôm cao cấp của hãng Sava. Những chiếc xe đạp thương hiệu của Đức thì tuyệt vời, full nhôm siêu nhẹ cùng với ba màu sắc, đó là màu đen đỏ, đen xanh và đen vàng. Và ở Sava Ki 480 đang được trang bị bộ truyền động Shimano Dere M6000 được sản xuất tại Nhật Bản, gồm tay đèn Shimano Dere M6000, đây bạn nhìn thấy này, chữ M6000 Java, tức là xuất xứ tại Nhật Bản bạn nhá. Gạt đĩa gạt níp Shimano Dere M6000 cùng bộ đùi đĩa trục rỗng công nghệ hiện đại nhất hiện nay của hãng Rowell Suolo, 3 đĩa và 10 lít và lít thả, tức là xe này có 30 tốc độ, cùng với cặp bánh cỡ 27,5 inch, sử dụng nút Continental Rack Circuit 27,5 x 2.0. vâng, xe sử dụng cỡ bánh 27,5 inch như này thì chạy cực trường xe, cực bon, cực chớn luôn, cùng với chiếc phuộc rất êm tai, phuộc dầu có khóa hành trình công nghệ ABS cộng điều chỉnh nhiều nước đây bạn nha. Đó, thích giảm xóc sâu thì mở hết cỡ, thích giảm xóc vừa tùy từng cung đường thì mở giảm xóc cho phù hợp để giảm được cái sự tiêu hao lực khi mà dấn bật đạp, cùng với cái gạt đĩa rất hiện đại của Dere M6000. Vâng, nếu chạy cung đường dài thì bạn gạt này lên cho shop bạn nhé, thì xích này nó sẽ ít nhảy đấy, đảm bảo cái cơ cấu chuyển nít ở đây rất là chính xác, ổn định, và xích nó không nhảy đập vào khung, nó hỏng khung. Và nếu mà đường bằng thì bạn gạt xuống đó thì xích nó chạy mềm hơn, rất là hay ở chỗ đó. Và với Sava Ki 480 thì shop đang có đủ màu bạn nhá, đủ màu. Hay Sava Ki 380 chưa có còn thành công thì có size 17, size 15 cùng 3 màu, đó là màu đen đỏ, đen xanh và đen vàng. Và shop thì đang có đủ xe. Trong video này thì shop đang mở 4 chiếc bạn nhá, một chiếc Ki 480 đó, một chiếc thứ hai là Cavalio City, shop bán rất nhiều. Và đây là hai siêu phẩm đua Sava X3, một chiếc là gửi cho chị Nguyệt ở thành phố Vũng Tàu và chiếc thứ hai là gửi cho anh Túy ở Nam Định. Và khách hàng đến với shop tìm mua sản phẩm từ shop không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ở nhà mua xe đạp online là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Và những chiếc xe ở phân khúc dưới 15 triệu thì không cần phải đặt cọc, bạn chỉ cần chốt model, chốt màu, chốt size, sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn, kiểm tra đúng xe, thanh toán tiền cho bên vận chuyển là xong. Còn những chiếc xe có giá trị trên 15 triệu thì hãy đặt cọc cho shop một khoản, sau đó nhận xe tại nhà, thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên vận chuyển, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, ở thành phố hay nông thôn, ở miền núi, miền vùng sâu, vùng xa, vẫn có thể mua xe online từ shop xe đạp thể thao vip.com rất nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng như vậy. Vâng, shop xe đạp thể thao vip.com không những bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, còn bán rất nhiều đồ chơi và phụ kiện như bạn thấy này. Đến với shop không những mua được xe tốt, trang bị luôn những phụ kiện cần thiết theo nhu cầu của bạn. Vâng, từ mũ, quần áo, đèn còi, bình nước, lục giác, chân trống, rất đa dạng bạn nha, rất đa dạng chủng loại luôn. Và shop thì đang có rất nhiều thương hiệu, nhiều phân khúc giá. Chỉ cần bạn có nhu cầu, mức tài chính dự định, đến với shop bạn sẽ mua được xe.
Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.